ngày một đêm tuy hot nhưng lắm tranh cãi, bị trên lợi dụng Hiếu thứ hai để câu view. Nghi vấn bơ đẹp khách mời. Hai ngày một đêm có thể được xem là game show hot hit bậc nhất làng giải trí Việt hiện tại. Dù xác lập được nhiều thành tích, song đi qua hai mùa, chương trình này cũng không tránh khỏi những ồn ào đáng tiếc. Để Hiếu thứ hai trần trụi ở game show, trong một thử thách ở tập 30 của mùa 2, Hiếu thứ hai phải chịu hình phạt chút xiêm y trong mỗi lần đồng đội đưa ra đáp án sai. Cuối cùng, anh chàng đã mất hết quần áo, phải dùng thùng giấy che chắn. Đã vậy, các thành viên khác còn liên tục đùa giỡn. Ngay khi lên sóng, chương trình đã vướng nhiều tranh cãi. Một số khán giả cho rằng việc bắt một thành viên thiếu vải trên sóng truyền hình như thế là hơi quá đà và dường như ekip đang lợi dụng nam rapper để câu view. Trước những ý kiến chẳng mấy tích cực đó, phía chương trình đã lên tiếng cho biết trò chơi này thực tế được dựa trên kịch bản gốc của Hàn. Ekip cũng cho biết đã lường trước được việc sẽ có luồng ý kiến trái chiều xung quanh. Phía chương trình nhấn mạnh đã dùng các icon che kỹ để đảm bảo không lộ hình ảnh kém chuẩn mực nào. Song có thể thấy, thứ mà ekip không thể kiểm soát được chính là thử thách này đã dẫn theo rất nhiều bình luận mang tính đùa cợt đối với Hiếu thứ hai. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến netizen bất bình với trò chơi này đến vậy. Câu hỏi vô duyên của Trường Giang. Bên cạnh những tập phát sóng chính thức, các đoạn clip hậu trường của hai ngày một đêm cũng rất được quan tâm. Ở hậu trường, các thành viên và ekip cũng có không ít những cuộc trò chuyện và trò chơi, nhưng không phải lúc nào cũng thú vị. Pha quang miếng của Trường Giang ở một đoạn video hậu trường từng khiến khán giả tranh cãi dần dần. Cụ thể, nam danh hài đã đặt câu hỏi giả định cho Hiếu thứ hai rằng nếu phải tồn tại trên trái đất này với một người phụ nữ, em sẽ chọn ai để duy trì nòi giống. Sau đó, Trường Giang nhờ máy quay hướng về các nhân viên nữ trong ekip. Anh phân tích tuổi tác, ngoại hình của từng cô để Hiếu thứ hai chọn lựa. Chưa hết, nam MC còn yêu cầu một nam nhân viên đi ra chỗ khác vì em có đẻ được đâu. Trường Giang đã hứng chịu vô số gạch đá sau khi đoạn clip này được đăng tải. Đa số đều cho rằng câu hỏi của anh không hề vui, lại còn thiếu tôn trọng phái nữ. Rõ ràng các nhân viên đi làm chứ không phải đẻ mướn và bị mang ra đùa như một món hàng, nghi vấn bơ khách mời. Ngay khi mùa 2 vừa mới lên sóng, hai ngày một đêm đã vướng ồn ào với nghi vấn bơ khách mời là những YouTuber người nước ngoài. Khi xem chương trình, nhiều khán giả nhận ra có không ít lần các khách mời bị bỏ rơi, như trong bữa ăn YouTuber Phúc Mập ngồi khá xa dàn cast trông khá cô đơn, anh còn bị bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua. Dẫu biết đây là câu chuyện ngoài ý muốn, chứ chẳng ai trong dàn cast muốn tỏ thái độ với khách mời cả. Song, rõ ràng đây là thiếu sót và cho thấy sự thiếu tinh tế từ các thành viên chính và đội ngũ chương trình. Mời nghệ sĩ đến mà như ép buộc. Ngoài pha đùa kém duyên về nhân viên nữ, hai ngày một đêm và Trường Giang còn dính thị phi bởi cách mời nghệ sĩ đến chương trình. Tại hậu trường, đã có hơn một lần Giang ca ngỏ ý muốn gặp gỡ Sơn Tùng MTP ngoài đời. Khi ngồi với các thành viên khác, anh chàng khẳng định, anh nói nè, Tùng có thể không tham gia những chương trình khác cũng được, nhưng chương trình này Tùng phải tham gia. Bởi vì trọng trách của những người làm nghệ thuật như mình là rất lớn, phải quảng bá nét đẹp của quê hương mình, điều này cao cả hơn tất cả mọi thứ. Nhiều ý kiến cho rằng nam danh hài như đang ép buộc Sơn Tùng tham gia game show, cách nói của anh như đang thao túng tâm lý, đặt giọng ca Thái Bình vào thế bí. Vì theo cách nói của Trường Giang, nếu Sơn Tùng không chịu tham gia hai ngày một đêm sẽ bị gán cho tội không muốn quảng bá nét đẹp quê hương. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chương trình sẽ chú ý hơn trong việc kiểm soát nội dung và hình ảnh để không vướng thêm bất kỳ thị phi nào nữa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những câu chuyện vừa rồi? Follow Đào Showbiz để cùng đào sâu những vấn đề nóng hỏi ở Showbiz nhé!